Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là Cao Bằng Nhà Long. Chào mừng các bạn đến với video bài đầu tiên về vật liệu nâng cao của Escape. Hôm nay chúng ta sẽ học lại vật liệu rèm boan, là loại rèm khá ít người có thể làm nó chuẩn và không bị noise. Thường các bạn làm các loại vật liệu này sẽ bị nhựa và noise, nhìn nó rất là trông rất là giả. Cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm loại vật liệu này nhé. Trước khi mà vào làm vật liệu thì chúng ta tìm hiểu một chút về rèm boan nhé. Rèm boan là được sử dụng chủ yếu với mục đích là để trang trí. Nếu như mà view ở phía sau tấm rèm không được thẩm mỹ thì lớp rèm boan có thể che đi phần đó và tạo sự được đối lập với cả lớp rèm vải. Và rèm boan là một loại rèm kéo ngang rất là mỏng, thông thường là có loại màu trắng, được kết xuất từ các loại sợi tơ khá là mỏng và thưa. Đó, cho nên là được lắp đặt ở các chung cư để chống nắng, thỉnh thoảng rèm boan thì cũng có thể đi được một mình. Đó thì chúng ta có thể tham khảo một số hình ảnh như này thì thấy các bạn có thể nhìn thấy được là cái phần rèm boan thì nó được kết xuất như thế nào, và khi chúng ta làm vật liệu thì chúng ta sẽ làm giống như kiểu những cái loại vật liệu này ở ngoài đời thật. Ok, quay lại phần mềm 3D Escape thì chúng ta sẽ có một cái mẫu rèm như thế này. Đó thì đây là một cái rèm mà chưa làm vật liệu một tí nào nhé. Chưa làm vật liệu thì cơ bản vật liệu cơ bản thì nó sẽ là như thế này. Thì chúng ta muốn làm được cái mẫu rèm boan đó thì đầu tiên chúng ta sẽ hút vật liệu này nhé, bấm B này, chữ A này, hút vật liệu đó. Chúng ta xác định được vật liệu này, sau đó chúng ta sẽ mở bảng vật liệu của Enscape lên. Sau khi có được bảng vật liệu của Enscape thì chúng ta hãy nhìn trong bảng này, tôi không có nói kỹ và không nói sâu về các cái phần là các chức năng của này sử dụng gì và sử dụng như thế nào. Đó, chính vì thế những bạn nào mà học qua Escape rồi mà muốn nâng cao được cái khả năng vật liệu của mình lên thì mình nên xem video này để có thể tham khảo và có thể nâng cao được kiến thức của mình. Ok, đầu tiên là cái mẫu rèm này thì chúng ta sẽ bật cái phần Portugate lên. Đó là vật liệu xuyên sáng để cho cái rèm mình nó xuyên sáng. Đầu tiên là cái mẫu rèm của mình nó sẽ xuyên sáng được như thế này. Đó, tiếp theo nữa là mình sẽ add thêm một map nhé, đó chính là map texture. Đó, phần texture này mình sẽ add thêm map vào. Đó, chúng ta sẽ tìm được cái địa chỉ rèm boan đấy. Đó, thì cái phần opacity nhé, thì các bạn để cho tôi map này nhé. Đó, thì cái phần rèm nó bắt đầu nhìn thấy các cái đường lỗ của phần rèm này. Đây, các bạn nhìn kỹ nhé, sẽ zoom gần vào này. Đó thì đây là các cái sợi của rèm van này, cái đường sợi của nó này. Đó, sau khi chúng ta add được cái map opacity rồi, chúng ta sẽ tiếp đến là sẽ dùng cái sử dụng map bump, phần bump nhé. Đó, bump thì chúng ta sẽ có phần normal map đấy, chọn map normal map này. Khi các bạn làm vật liệu ấy thì các bạn chỉ áp cho tôi đúng ba cái map này, 1, 2 và 3, add thêm map Roughneath nhé. Để tạo cho nó cái độ bóng của cái phần rèm, nó có độ trơn đấy chứ không phải là một cái rèm thô. Đó, bây giờ các bạn nhìn thấy vật liệu rèm nó đã rõ hơn chưa? Đây chính là vật liệu rèm ngoan nhé. À, chúng ta xa một tí nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ngồi đợi Escape nó sẽ hồi lại một tí để chúng ta nhìn rõ vật liệu rèm. Đó, thì đây chính là phần vật liệu rèm van. Đó, phần Roughneath này chúng ta có thể chỉnh cho nó bóng lên một tí. Là trong đây tầm đó. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn kỹ lại nhé, phần vật liệu rèm van nhé. Đó, nhìn từ phần chân này. Đó, thì đây chính là vật liệu rèm van. Nếu như mà đến đây thôi thì chúng ta không có gì để nói chuyện cả. Bởi vì là nếu như mà có mỗi như này thì gần như các bạn ai cũng làm được. Nhưng mà để khi các bạn render ảnh ấy, kết xuất ảnh ra, có một bức ảnh đẹp thì đây là các phần trick này. Cái thứ nhất là cái phần rèm này thì chúng ta muốn nó có được ánh sáng như này ấy. Có thể các bạn làm theo tôi, có thể các bạn có thể làm được cái vật liệu như thế này, nhưng mà khi render ảnh ra thì nó lại không được một cái bức ảnh tạo ra một cái rèm nó có chất lượng như thế này.
Thì các bạn đã biết tại sao không? Bởi vì là khi chúng ta làm ấy, chúng ta cần phải hậu kỳ về phần ánh sáng. Đây, thì là phần ánh sáng là mẹo khi các bạn muốn render một bức ảnh nó liên quan đến rèm nhá. Đó, thì bây giờ tôi thử ẩn những cái phần ánh sáng này bổ trợ ấy đi để các bạn xem đã nhận ra là khi không có ánh sáng bổ trợ thì nó sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên nó sẽ ẩn cái này này đi trước này. Đó, thì tôi ẩn phần này này đi. Đó, thì cái phần rèm của chúng ta nó sẽ như này. Đấy. Nó sẽ bị noise. Đó, nó không 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 được sắc nét giống như vừa nãy nữa. Đó, bây giờ tôi ẩn tiếp cái này này đi này. Đấy. Cái bài của chúng ta nó sẽ bị noise như này. Đó, thì khi mẹo các bạn muốn sử dụng cái rèm hoa này có hiệu quả ấy, đầu tiên các bạn hãy tạo cho tôi một cái đèn. Đấy, đèn light trong cái phần setting này. Đấy, bổ trợ ánh sáng. Chúng ta đưa cái đèn light vào đây. Đó, phần đèn light này thì các bạn vẽ một đường thẳng với kích một điểm ở đây kéo xuống dưới ấy. Thì nó sẽ có một đường light như thế này. Thì bấm Q để xoay lại. Đó, nó mua ra đây. Đấy, 3 điểm ra đây. Đó, chúng ta sẽ đặt một cái đèn ở đây. Đó, để từ phần chân này lên nhá, lên trên phần cây rèm nhá. Đó, sau đó chúng ta sẽ kéo chiều dài, bấm vào Move Line, kích đồng điểm đây, kéo dài lên, kéo lên đây. Đó, tiếp theo nữa chúng ta sẽ sử dụng lệnh Copy, ấn M, Control. Đấy, copy ở sang đây. Rồi, ok, chúng ta sẽ nhân nó lên. Tôi nhân lên tầm khoảng 30x30 đi. Đó, thì cái phần bổ trợ ánh sáng này của chúng ta này, chúng ta sẽ nhân theo chiều dài ra đây nhá. Sau đó thì chúng ta có thể tăng chỉnh ánh sáng ở đây. Tăng chỉnh ánh sáng ở đây để làm sao cho cái rèm của mình nó ok nhất, cho cái rèm của mình nó ổn nhất. Tức là khi các bạn chạm tăng ánh sáng nhá, bạn nhìn cái phần đèn này. Thì tôi bật hết tất cả các hiệu ứng đèn lên nhá. Đó. Đợi một chút thì ánh sáng hồi lại. Đó, thì khi mình có những phần ánh sáng ở phía sau rèm này, đó thì nó sẽ có tạo ra một cái hiệu ứng rèm, nó sẽ sáng và nó trong, nhìn nó rất là đẹp. Đây thì chúng ta sẽ nhìn lại cái bức ảnh này. Đó, thì các bạn thấy không, tức là cái phần ánh sáng bên ngoài chúng ta phải thật cháy thì cái rèm này của chúng ta nó mới đẹp, nó luôn luôn là như vậy. Cho nên nếu như các bạn không sử dụng đèn bổ trợ phía sau rèm và ánh sáng ngoài nhân tạo ở ngoài trời ấy, thì cái rèm này các bạn nó sẽ trông nó sẽ bị noise và nó sẽ không được đẹp. Cho nên là muốn cái rèm ra được một bức ảnh có một cái rèm nó đẹp thì các bạn hãy sử dụng những cái mẹo như như của tôi vừa nói đấy. Đầu tiên hãy tạo ra một cái đường line ở đây. Đó, sau đó thì copy dài ra đúng bằng cái rèm này. Đó, sau đó thì mình có thể hiệu chỉnh ánh sáng vào đây và click vào một cái này. Đấy, tăng giảm ánh sáng này. Ánh sáng chưa đủ nhá, có thể tăng nó lên. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy rèm của mình nhá. Đây, tôi tăng lên nếu như ánh sáng tôi chưa đủ này. Đó, tăng lên một tí để cho cái phần này nó sẽ cháy lên. Đó, thì cái phần vật liệu rèm của các bạn nó sẽ gần như là nó đó, nhìn thấy không? Đó, phần này nó cháy lên, cái vật liệu rèm các bạn nó sẽ đẹp hơn. Và cái thứ nhất là nó đẹp nhá, cái thứ hai là cái phần vật liệu ở đây các bạn nhìn thấy rất là rõ, đấy, nhìn nó rất là chuẩn. Thấy chưa? Đó, thì sau khi các bạn tạo ra một đường line ở đây rồi thì các bạn copy cho tôi đoạn này ra đây nhá. Đấy, copy cái này ra đây và xoay theo cái này. Nó sẽ nằm ở đây. Đấy. Sẽ xoay nhảy để nó hắt ánh sáng xuống dưới này để cho cái phần này của chúng ta cháy thêm đó, để cho cái phần rèm này nó sẽ rực hơn đấy, thì vật liệu nhìn nó sẽ rõ hơn như thế này đó. Thì đó là mẹo khi các bạn đặt rèm nhé. Đó, thì khi các bạn đặt được những cái phần ánh sáng như này thì cái bài của các bạn nó sẽ rất là rõ cái phần vật liệu rèm nhá, để các bạn không bị noi cái phần này đấy. Có những cái phần gì mà các bạn chiếu sáng các bạn nên bổ trợ ánh sáng vào bằng cách như này, bằng ánh sáng nhân tạo nhé. Đó, khi các bạn hắt ánh sáng vào đây thì cái phần rèm nó sẽ bị cháy và cái phần vật liệu sẽ nhìn rất là rõ. Đó, thì cái phần phần các bạn nhìn này. Đó, cái phần vật liệu rèm ở đây nó nhìn rất là rõ luôn. Đó, thì khi các bạn render ra thì cái phần rèm các bạn nó sẽ rất chuẩn. Đây, ví dụ các bạn render theo khổ như này. Có một cái đồ vật ở đây nhá. Ví dụ tôi bật phần nội thất của tôi lên này. Ok, tôi sẽ phóng to lên cho các bạn xem nhé.
Đấy, ví dụ tôi có một cái rèm như này. Đấy. Thì khi các bạn render này, render cái phần bố cục hình này này. Đó thì cái phần rèm này các bạn nó cháy này. Đấy nhìn nhìn mà xem. Khi cái phần rèm này nó cháy thì cái rèm này của các bạn nhìn nó luôn luôn đẹp. Nếu như mà các bạn tắt những cái phần ánh sáng đi, bổ trợ đi thì nhìn cái đèn, nhìn cái bài của các bạn nó sẽ rất là thiếu. Nó không thể nào, cái phần rèm các bạn nó không thể nào chuẩn được như này được. Đó, các bạn hiểu không? Đó, bây giờ tôi tắt đèn đi nhé. Đó. Khi tôi tắt hết đi thì cái phần rèm nó bắt đầu nó sẽ hiện tượng là bị noise, ánh sáng không đủ. Cho nên cái rèm các bạn dù làm vật liệu kỹ đến đâu nó cũng không bao giờ đẹp được. Đó, chính vì thế tôi hướng dẫn các bạn một cái trick, đó chính là tăng cái phần đèn nhân tạo lên. Đó, thì cái phần rèm này các bạn nó luôn luôn đẹp. Ok chưa? Đấy, đợi một chút nó sẽ hồi nhé. Escape nó chưa cập nhật được. Đó, thì vật liệu rèm này nó sẽ rất là trong và nó sẽ rất là đẹp, nó không bị noise giống như kiểu vừa nãy nữa. Ẩn cái này đi một chút, bởi vì là vừa nãy tôi vẫn để một đèn cũ ở đây nên nó sẽ bị rực chỗ này quá, nó hơi bị rực. Đó, thì khi các bạn để ý là cái phần vật liệu rèm này, hãy bổ trợ cho tôi cái phần ánh sáng ở đây và một bổ trợ ánh sáng phần ở đây, thì cái rèm này khi các bạn render ra thì nó vừa trong vừa rõ vật liệu. Đó, các bạn nhìn thấy cái phần rèm này chưa? Đó, thì tôi hy vọng là cái trick này của tôi sẽ giúp ích cho tất cả các bạn. Các bạn có thể download cái phần vật liệu rèm này, tôi để dưới phần mô tả ấy. Đó, thì các bạn có thể download được cái phần vật liệu này và đưa qua có thể sử dụng. Đó, thì còn cái phần các bạn có thể làm giống tôi là thêm cho tôi cái thứ nhất là cái phần bổ trợ ánh sáng ở phía sau rèm này, sau khe rèm này. Đó, tiếp theo nữa là phần bổ trợ ánh sáng ở bên ngoài trời này. Đó, thì các bạn sẽ cảm thấy là ok nhất. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của tôi. Thì sau video này tôi sẽ sang bài 2, thì nó sẽ hướng dẫn các anh em về các phần vật liệu nâng cao. Đó, ví dụ như các anh em nhìn thấy ở đây này. Đó, ở phần tường này. Đó, thì khi anh em nhìn thắc mắc là sao không thấy màu, mà bên Escape này của tôi lại có màu đúng không? Đó, thì tôi sẽ ở bài sau tôi sẽ hướng dẫn cả mọi người về cách để trích là làm như nào để có một cái phần vật liệu nó nâng cao, nó có thể tạo được ra rất là nhiều hiệu ứng rồi như này. Đó, thì ở bài sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Ok, bye bye. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi tôi ở bài đầu tiên này. Chào, tạm biệt.